luận viên Đỗ Nguyên Anh đến từ kênh Bóng Chuyền HD, fanpage Bóng Chuyền HD Live và thương hiệu trang phục thể thao cũng như đồ thể thao VSD. Xin chào anh chị em yêu bóng chuyền Việt Nam. Xin mời mọi người theo dõi trận tranh giải 3 giải bóng chuyền hơi cặp đôi nam nữ của câu lạc bộ bóng chuyền hơi Núi Trúc lần thứ 2. Trận tranh giải 3 này diễn ra giữa hai cặp đôi, bên kia lưới trong trang phục xanh cam đến từ Gia Lâm đó là Tú Remy và Hoàng Quỳnh. Còn bên này là cặp đôi đến từ Đại Mỗ trong trang phục áo đỏ, đó là Mạnh và Tuyền. Trường Giang thưởng đa vạn vào tranh nhất nhì à? Đúng rồi em ơi. Giang Trần, hello em trai nhé. Cặp bên kia chắc thắng anh ạ, đánh tốt rồi Tứ Thiên. Đúng rồi, anh cũng thấy đấy, anh cực kỳ ấn tượng với cặp đôi bên kia nhé, cả hai bạn luôn. Nhưng vừa rồi là hai bạn bán kết đã gặp Thưởng và Tuyết quá mạnh. Trận tranh giải 3 này thi đấu với thể thức 3 thắng 2. Hai hiệp đầu tiên nếu hòa với tỷ số là 21 thì hiệp quyết thắng sẽ là 15 điểm. Và đánh thẳng với của Tú Remy ghi điểm đầu tiên 1-0. Tay trái rất khéo của Mạnh. Điểm bóng là 1-1. Tiếp tục một pha tấn công của Tú Remy. Điểm bóng 2-1. Tú Remy đang thi đấu với tinh thần cực kỳ máu lửa. Đập bóng tốt của Mạnh, rất gọn gàng. Nguyễn Văn Hùng chúc mừng vợ chồng Đức Công Tử. Ok, thay mặt vợ chồng Đức Công Tử cảm ơn bạn Hùng. Điểm bóng lúc này đang là 2-2 các bạn nhé. Phòng thủ tốt của Tuyền rồi. Sau hai pha tấn công liên tiếp thì Tú Remy đã ghi được điểm thứ 3 cho đội của mình, 3-2. Phát bóng chưa qua lưới, điểm bóng 3-3. Em làm nốt cả trận này chung kết này nhé. Có quay gì nữa? À, chị nữa. Điểm bóng là 4-3. Sau đây mọi người hãy trở lại với bình luận viên Đỗ Nguyên Hưng mọi người nhé. Tại vì hôm nay mình đi công việc về cũng hơi mệt. Tương lai là mình cũng bận rất nhiều. Cố gắng sang năm công việc thu xếp được ổn định thì sẽ đi live hết các giải bóng chuyền hơi và bóng chuyền da hay của khắp mọi miền đất nước. Trong sau đó là mình có dự định sẽ ghi lại bằng một quyển sách về tất cả các giải đấu bóng hơi, bóng da, chủ yếu là phong trào các bạn nhé. Tất nhiên là trong cuốn sách đó sẽ có một chương về bóng chuyền chuyên nghiệp nhưng mà không nhiều. Mình sẽ viết về các địa phương có phong trào bóng chuyền hơi, bóng chuyền da, các ban tổ chức, các ông bầu, các người đam mê và một số quá tuyệt vời pha phòng thủ của bạn Tuyền. Tú Remy chủ quan, cứ nghĩ rằng pha tấn công vừa rồi ăn chắc rồi. Một pha đập rất mạnh nhưng bạn Tuyền đã phòng thủ kiên cường. Bóng bay trở lại sân của đội bên kia và trong sân. Điểm bóng 6-5. Điểm bóng đã là 6-6 rồi. Bỏ bóng khéo. Điểm bóng 7-6. Ừ.
Tiếp này của anh còn trẻ, cánh tốt thì cần phải nhớ. Xin chào 380 anh chị em, lại là mình Đỗ Nguyên Hưng đây. Tiếp tục sau hai pha tấn công liên tiếp thì, và rất đáng tiếc bóng đã bay thẳng vào camera của Hiền Lê, rất đáng tiếc. Điểm số lúc này đang là 9-6 cho cặp đôi đến từ Tây Mỗ. Đại Mỗ, xin lỗi, Đại Mỗ. Tú Remy, pha đánh bóng tốt. Điểm số lúc này đang là 9-7. À xin lỗi, 7-9. Phạt bóng rất khó chịu. Bóng đi xoáy. 8-9. Trọng tài xác định bóng ngoài sân. Điểm 18. Đánh luôn. Bóng trong sân. Điểm 9-10. Mạnh đánh bóng tốt, điểm 11-9. Mai Công Thọ, trận này vòng mấy đây anh? Trận này là tranh giải 3-4 nhé. Và sau trận này sẽ là trận chung kết. Mạnh bỏ bóng tốt. Điểm 12-10. Cặp đôi bên kia màn hình là Quỳnh và Tú Remy đến từ Gia Lâm. Sau mỗi pha ghi điểm của Tú Remy là những tiếng cái rất vang. Tú Remy đến từ Gia Lâm, Hà Nội. Khoảng cách chỉ là một điểm thôi. Đẹp rồi. Một pha dừng trên không của Mạnh. Điểm 13-11. Trung Nguyễn Thành, sân nào đây AD? Sân này là Đình Làng Ngọc Giả, xã Ngọc Hòa, huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội nhé. Tú Remy đánh bóng tốt. Điểm 13 đều. Bóng ngoài sân. Điểm 14-13. Một pha thủ bóng rất tốt của Quỳnh. Tiếp tục là pha thủ bóng. Ngay sau đó thì Tú Remy đã đánh bóng ra ngoài. Điểm cho cặp đôi đến từ Đại Mỗ 15-13. Mười bốn mười lăm cho Gia Lâm. Như Quỳnh phát bóng ngoài sân. 16-14.
15-16. Rất khó. Điểm 16 đều. Trận tranh giải 3-4 này sẽ diễn ra trong 3 set. Mỗi set 21 điểm. Trọng tài xác định bóng trong sân. Điểm 17-16 cho Gia Lâm. Ngay sau đó thì bên Đại Mỗ xin phép được hội ý. Trận đấu tiếp tục trở lại. Mạnh Đại Mỗ đánh bóng tốt. Điểm 17 đều. Tú Remy bỏ bóng khéo. Điểm 18-17. Bóng trong sân. 19-17. Bóng ngoài sân 18-19. Anh Thanh ơi, cầm em wifi lát. Bóng đã chạm cọc giới hạn rồi. Điểm 19 đều. Tiếp tục là những pha gáy rất vang của Tú Remy. 20-19. Rất thông minh. 20 đều, điểm số rất giằng co. Nguyễn Cường, đôi này xong là đánh chung kết luôn hả anh? Đúng rồi, sau trận tranh 3-4 này sẽ là trận chung kết luôn. Thưởng đa vạn. Cặp đôi thưởng đa vạn và... Đứng đi. Rồi, ăn luôn. Đánh bóng trong sân. Kết thúc set đầu tiên. Cặp đôi đến từ Gia Lâm đã giành chiến thắng với tỷ số 22-20. Tiếp tục trở lại với set 2 của trận tranh giải 3-4. Giải bóng chuyền hơi đôi nam nữ Núi Trúc lần 2 tại Đình Làng Ngọc Giả, xã Ngọc Hòa, huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội. Hiệp 2 bên Gia Lâm phát bóng trước. Bên Gia Lâm đã mở hàng rồi, điểm 1-0.
máu về rồi nhá. Và thủ bóng rất tốt của Hoàng Quỳnh đã mang về điểm số thứ hai. Mạnh Đại Mỗ đánh bóng tốt, điểm 1-2. Đẹp rồi. Ngoài. Rất đáng tiếc. Pha thủ bóng rất tốt của Tuyến nhưng rất tiếc bóng lại ra ngoài sân. Điểm số 3-1. Bên Gia Lâm phát bóng ngoài sân, điểm 2-3. Điểm 3 đều. Tú Remy bỏ bóng tốt. Điểm 4-3 cho cặp đôi đến từ Gia Lâm. Vẫn còn cái chân rất khéo của Tú Remy. Bây giờ là Tú Remy phản công. Bóng đã đi thẳng vào Tuyến rồi. Không có cơ hội phòng thủ nào cho Tuyến trong pha bóng vừa rồi. Điểm 5-3. Có chịu. Cơ hội. 6-3. Pha đánh bóng rất tốt của Mạnh. Điểm 4-6. Rất nỗ lực, vẫn còn. Rất tiếc bóng ra ngoài. 7-4. Vẫn còn nỗ lực của Hoàng Quỳnh. 8-4. Em ơi, 8-4 là phát trăm luôn. 50-50 rồi. Chơi đi. Điểm 5-8 cho cặp đôi đến từ Đại Mỗ. Trọng tài xác định bóng ngoài sân. 5-8. Tập trung bắt được một ạ. Nhìn tay nó. Đẹp rồi. Đẹp lên. Vẫn còn. Rất tiếc bóng ngoài sân. Phải là sao chuyền chứ. Cái xe này đi vào. Rồi đẹp rồi. Tú Remy bỏ bóng tốt, 9-7. Em ơi, cầm tay luôn. 17.
đang hơn ta quả nó căng luôn. Tâm lấy điểm, chị ơi tâm lại sắp căng luôn. Để tăng nhiều, tốt đi. Tâm lấy điểm sao sao? Lúc vào lúc Trận đấu tiếp tục. Điểm số lúc này đang là 11-7. Hệ thống ánh sáng đã được mở rồi. Một pha thủ bóng của Hoàng Kình Hùng, Hoàng Quỳnh tương đối tốt nhưng bóng lại ra ngoài. Điểm 8-11. Còn trọng tài xác định bóng ngoài sân. Chín mười một. Mười hai chín. Vẫn còn. Và tấn công thứ hai của Mạnh đã mang về điểm số thứ 10 rồi, 10-12. Đánh bóng luôn. Bóng trong sân. 13-10. Với những cú đánh không chắn như thế thì rất nguy hiểm. Rồi bóng đã đi thẳng vào người của Hoàng Quỳnh. Điểm số lúc này đang là 11-13. Lợi điểm vẫn thuộc về cặp đôi đến từ Gia Lâm. Rồi. Rất tốt nỗ lực của Quỳnh. Bóng trong sân. Một pha thủ bóng cứu bóng vừa rồi xứng đáng được những lời khen ngợi. Hoàng Quỳnh đến từ Gia Lâm, sinh năm 1982, nhưng vẫn rất nhanh. Bỏ bóng luôn. Thôi bỏ đi, bỏ đi, bỏ đi, bỏ đi. Tú Remy bỏ bóng chưa qua lưới. Điểm 13-15. Điểm 16-13. Hãy
bóng trong sân và phạt bóng ăn điểm trực tiếp của Tú Remy. Điểm số 17-13. Một pha đánh bóng rất tốt của Mạnh. Pha bóng vừa rồi thì cặp đôi đến từ Gia Lâm chỉ có đứng nhìn thôi, không có một chút cơ hội nào để phòng thủ trong pha bóng vừa rồi. 14-17. Tú Remy đã trả lời, Mạnh phòng thủ rất tốt. Ngay sau đó thì Tú Remy đã bỏ bóng. Điểm 18-14. Bóng trong sân. Một pha phát bóng rất khó chịu. Điểm 19-14. Lợi thế tâm lý khi đã dẫn trước một set đầu rất thoải mái. Bóng lại tiếp tục đi thẳng vào người của Hoàng Quỳnh. 15-19. Hai mươi 15 set point cho cặp đôi đến từ Gia Lâm rồi. Bóng chưa qua lưới. 16-20. Bóng ngoài sân. 17-20. Đóng bài. 21-17. Tiếp tục set đấu, cặp đôi đến từ Gia Lâm giành chiến thắng với tỷ số 21-17. Cặp đôi đến từ Gia Lâm đã xuất sắc chiến thắng 2-0 trong trận đấu tranh giải 3-4. Xin chúc mừng cặp đôi đến từ Gia Lâm. 3 ngày sau đây